Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là sáng ngày thứ Năm, 21 tháng 9, 2017. Chúng tôi đang có tạm mặt tại trường tiểu học Mardi thuộc thành phố Garangro, miền Nam California để gửi tới quý vị phóng sự buổi nói chuyện về song hành ngôn ngữ Việt-Anh được dạy tại học khu Garangro. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là luật sư Nguyễn Cấu Lân, ủy viên học khu Garangro. Xin chào ông có thể cho quý khán giả biết sơ qua về buổi nói chuyện về song hành ngôn ngữ hôm nay thưa ông? Dạ vâng, hôm nay là buổi lễ khai giảng chương trình giáo dục song ngữ đối với tiếng Việt, song ngữ Việt ngữ. Đây là phương pháp giáo dục mà huấn luyện các em về ngoại ngữ, tức là tiếng Việt trong chương trình này, từ cấp học nhỏ nhất. Năm nay là chương trình lớp mẫu giáo, toàn thời gian bằng tiếng Việt. Và mỗi cấp lớp các em giảm tiếng Việt từ từ để nâng chương phần Anh ngữ lên. Cái mục tiêu của chương trình này là để đến khi các em đến lớp 6 hoặc đến lớp 9 á, các em sẽ thuần nhuyễn cả tiếng Việt và cả tiếng Anh, và các em có cái khả năng thành công hơn khi các em vào đại học cũng như là trong tương lai về sau này. Đây là cái chương trình giáo dục rất là đặc biệt, không những là để rèn luyện về khả năng về ngoại ngữ mà là rèn luyện về cái khả năng học vấn của các em. Tại vì cái nghiên cứu để cho thấy rằng các em đi theo học chương trình này thì các em sẽ có cái cơ hội thành công hơn trong cái lớp học bình thường của các em cũng như là trong cho các em vào đại học và tương lai. Buổi khai giảng song ngữ Anh Việt có sự hiện diện của thượng nghị sĩ Giang Đăng Nguyễn, các vị dân cử thành phố Westminster, Garangro và các giới chức học khu. Sau phần chiếu video các lớp học song ngữ Anh Việt tại trường tiểu học Mardi, luật sư Nguyễn Cấu Lân, chủ tịch học khu Garangro, đã lên trình bày những bước đầu gặp khó khăn mà học khu đã phải cố gắng vượt qua khi thêm vào chương trình dạy song ngữ Anh Việt. Và sau đó là phần phát biểu của thượng nghị sĩ Giang Đăng Nguyễn, bà rất vui mừng khi có chương trình này. Cái chương trình này không những là giúp cho các em học sinh cấp Việt nhưng mà còn giúp cho những học sinh khác để cho các em biết thông cảm, hiểu nhau hơn, tương kính nhau hơn, tôn trọng nhau hơn vì hiểu rõ hơn về các cái nguồn văn hóa và ngôn ngữ của nhau. Kính thưa quý khán giả, buổi khai giảng chương trình song ngữ Anh Việt tại trường Mardi học khu Garangro, sau đó còn có phát biểu của các vị dân cử và quan khách tham dự về những lợi ích và tầm quan trọng mà việc dạy song ngữ mang lại cho các học sinh. Và chúng tôi cũng xin kết thúc phóng sự ở đây với cảm nghĩ của thầy Vũ Hoàng, chủ tịch ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California. Cái chương trình này là chúng tôi đã mơ ước ít nhất là phải 15 năm trước, chúng tôi đã vận động cho một cái chương trình để có một cái tiếng, có cái chương trình Việt ngữ đưa vào trong cái dòng chính của học khu. Thì nay học khu Garangro là cái học khu thứ nhì đã có một cái lớp về Việt ngữ cho các em từ bậc tiểu học đổ lên. Chúng tôi đã có đi họp nhiều lần với lại luật sư Lân, ông là president của cái học khu Garangro, thì chúng tôi cũng đã nhiều lần cứ hỏi tâm ông là chừng nào chương trình mình sẽ có. Thì ngày hôm nay đó là một cái tin vui cho cái cộng đồng của chúng ta. Đó là cái niềm mơ ước mà của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California nói riêng và cho tất cả cộng đồng nói chung.